Hôm nay Quang Minh đưa toàn thể quý vị các anh chị mình ghé thăm một cái căn nhà vườn nằm trong khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà này của ông chú Quang Minh nha, ông đang ở. Ngày xưa ông mua đất rồi ông tự xây quý vị. Cho nên là nhà ông xây tường 20 khá là chắc chắn nha. Có một cái phòng khách khá là rộng. Tổng diện tích căn nhà này là 315 mét vuông, chiều ngang là 10 mét, chiều dài là 31 mét rưỡi, có 150 mét đất thổ cư rồi quý vị. Đây là cái không gian phòng ăn nha, nhà mình có hai cái phòng ngủ. Nhà này là ở ổn định từ xưa giờ quý vị, nhưng mà hôm nay là ông chú Quang Minh là ông cũng kẹt tiền xoay sở trong công việc làm ăn, cho nên là đành nhượng lại cái căn nhà này cho toàn thể quý vị các anh chị mình, ai có nhu cầu ha, mặt tiền đừng nhựa đó. Cái căn nhà là ngay chỗ cái xe Quang Minh đang đậu quý vị. Căn nhà mình là nhà mái thái nha, gần quốc lộ 22, cách quốc lộ 22 đâu đó 7 đến 800 mét thôi. Nếu quý vị mình quan tâm thì Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình cùng Quang Minh đi vào nội dung chi tiết về giấy tờ pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch. Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Căn nhà Quang Minh giới thiệu trong video ngày hôm nay là mặt tiền đường nhựa nha quý vị. Mặt tiền đường nhựa. Cái hướng này là hướng đi ra đường Lê Minh Nhật nha. Ra đó mình rẽ phải cái là chạy ra quốc lộ 22. Như Quang Minh đã nói là nó cách quốc lộ 22 khoảng tầm 7 đến 800 mét thôi. Đường này là đường nhựa thông. Đường nhựa thông quý vị. Hai chiếc xe hơi né nhau vô tư nha. Đây là những cái hình ảnh những căn nhà đối diện căn nhà Quang Minh đang review bán nha quý vị. Ở đây là dân cư khá là đông. Ngay cái vị trí căn nhà này đi về ngã tư An Sương đâu đó khoảng tầm 16-17 km quý vị, rất là gần ngã tư An Sương nha. Một căn nhà mái thái cực kỳ đẹp. Căn nhà này có tổng diện tích là gần 320 mét vuông. Chiều ngang căn nhà là ngang 10 mét nha. Chiều sâu vô là 31 mét mấy. Để cho quý vị an tâm về tính pháp lý cũng như là thông tin quy hoạch thì Quang Minh xin mời toàn thể quý vị các anh chị mình xem Quang Minh quay cái cuốn sổ của căn nhà này. Cũng như là Quang Minh sẽ test quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 cho quý vị mình xem qua. Rồi tí nữa Quang Minh sẽ vào bên trong nha, review chi tiết cụ thể bên trong căn nhà cho quý vị mình xem tiếp. Và đây là cái thông tin cuốn sổ của căn nhà quý vị. Địa chỉ thửa đất là xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 313,5 m. Có 60,8 m đất ở. Tí nữa Quang Minh sẽ quay cái phần cập nhật thêm thổ cư cho quý vị mình xem. Nó 140 mấy, gần 150 mét thổ cư rồi. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, sử dụng chung là không. Đất ở tại nông thôn là 60,8 mét này. Đất ở là sử dụng lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm là tới 2054. Đây là cái trang thông tin diện tích nha quý vị. Và đây là cái bản vẽ hiện trạng của căn nhà. Cái nhà của mình thể hiện đường là đường của nhà nước, đường nhựa. Chiều ngang phía trước chính xác là 9,89 m, khoảng sắp xỉ là 9,9 m quý vị. Ở phía sau là 9,88 m. Chiều dài cạnh bên đây là 32,27 m, bên đây là 31,46 m. Rồi con mình cho qua quý vị mình xem cái thông tin cập nhật thổ cư luôn. Cái thông tin chuyển mục đích sử dụng đất thêm là 88,7 m này quý vị. Đã chuyển mục đích là ngày 6 tháng 8 năm 2007 nè, đã chuyển mục đích sử dụng 88,7 m đất thuộc một phần thửa đó. Chuyển thêm 88,7 cộng với cái phần này là 60,8. Cái phần 60,8 này là dời vị trí luôn nè, có thể hiện trong cái trang sau nè quý vị. Dời vị trí đất ở sang vị trí mới theo bản đồ hiện trạng vị trí số 1. Đó, là xin ví dụ là lúc đó là cái vị trí đất thổ cư mình nó nằm không đúng ngay cái vị trí để mình xây nhà cho nó đẹp đó, thì mình xin xin dời, ví dụ nằm ở trước hàng sau thì mình xin dời về ở giữa, ví dụ vậy quý vị. Cho nên là trên huyện người ta vẫn cập nhật là cho xin dời cái vị trí đất thổ cư ha, và chuyển thêm 88 thì tổng cộng cái căn nhà của mình là có là 149,5 mét đất thổ cư rồi. Ok, về vấn đề quy hoạch thì trước tiên Quang Minh vào cái bản đồ của xã thì
Cái thửa đất của mình đây nè các vị. Thửa 119 nè. Đây, cái khung này đây. Cái đường này là đường nhựa nha. Ra đây mình rẽ phải, rẽ trái là ra ngoài đường Lê Minh Nhật. Đường ngoài đây là đường Lê Minh Nhật. Lê Minh Nhật này là lộ giới 20m, một sẹt của đường quốc lộ 22 nè. Hướng này là hướng đi ra quốc lộ 22. Tí nữa Quang Minh bay là cam từ ngay vị trí nhà này. Quang Minh bay ra cái đường quốc lộ 22, ra tới quốc lộ 22 cho quý vị mình xem nha. Nó rất là gần, chỉ có 700-800m là tới rồi. Quang Minh áp cái bản đồ của xã này vô cái chi tiết xây dựng 1/2000 á, thì cái thửa đất mình đây, căn nhà của mình nó nằm trong cái màu này. Quang Minh cho quý vị mình xem đất nhóm nhà ở cao tầng quý vị. Đây, cái thông tin quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 là đất nhóm nhà ở cao tầng, và cái màu này là đất nhóm nhà ở thấp tầng. Cái nằm trong cái khu bên này là nằm trong khu đô thị Tây Bắc á, cho nên là nó có hai cái quỹ đất, là một là đất nhóm nhà ở cao tầng và thấp tầng. Còn hầu như mấy cái màu này là quy hoạch hết đó quý vị. Này, đất thương mại dịch vụ, đất giáo dục, đất cây xanh, đất trung tâm công cộng cấp khu vực. Cho nên là quý vị mà mua nhà đất nằm trong khu đô thị Tây Bắc á, thì quý vị mình xem quy hoạch cho nó kỹ nha. Khi Quang Minh áp vô cái bản đồ quy hoạch của khu đô thị Tây Bắc á, cái bản đồ này là bữa giờ Quang Minh ít có công bố lắm nha, ít có anh em có cái bản đồ quy hoạch này. Đây, thành phố Hồ Chí Minh nè, quy hoạch chung khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Tây Nam huyện Củ Chi và Tây Bắc huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2027. Đó, cho nên là nãy cái sổ này là chuyển thổ cư thêm 88,7m á, là từ năm 2007 luôn quý vị. Cho nên là nó khá phù hợp nha. Đây, căn nhà của mình, Quang Minh áp vô đây. Ở đây là khu ở nè. Quý vị mình thấy không? Cái bản đồ khu đô thị Tây Bắc nó quy hoạch khá là nhiều. Khu ở thì cũng nhiều. Sông kênh rạch gì đó là quá trời nè. Đây, cái màu mà cái căn nhà của mình là nó nằm trong cái màu này nè quý vị. Khu dân dụng, khu ở. Đó, còn mấy là trung tâm công cộng cấp khu vực, công trình công cộng, khu thể thao, cây xanh, khu dân dụng, mặt nước, khu phục vụ giáo dục và đào tạo, không gian mở và công viên cây xanh, công viên theo chủ đề cây xanh gì quá trời quy hoạch trong đây nè. Đất hạ tầng, đất khu công nghiệp, đất kho bãi, sân golf, cây xanh. Đó là những cái ký hiệu mà khu đô thị Tây Bắc á, nó khá rõ ràng chi tiết. Khi mà mình áp cái bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 áp vô cái khu đô thị Tây Bắc này á, là những cái quỹ đất này nó khá giống nhau nha quý vị. Ví dụ như bên đây á, là đất này là đất đất giáo dục nè. Đó, cái màu này đất giáo dục. Thì trong cái bản đồ chi tiết xây dựng 1/2000 á, thì cái khu này cũng là đất giáo dục. Đây, con mình cho quý vị mình xem nè, nó khá là giống nhau, khá giống nhau. Đây, đó, nguyên cái khu này là khu đất ở nè, bên này là đất giáo dục nè, thấy chưa, đất giáo dục nó khá giống nhau. Cho nên là áp hai cái bản đồ này lại là nó khá là tương đồng nha quý vị. Nè, đất giáo dục cái màu vàng này nè, đất giáo dục. Còn đất này là đất thương mại dịch vụ đối diện mình nè, đất thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ là cái màu này, cái này công trình công cộng. Nói chung là Quang Minh cho quý vị mình xem hai cái bản đồ quy hoạch, một là chi tiết xây dựng 1/2000 cũng là khu dân cư, và cái bản đồ khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh vẫn là khu dân cư nha. Cho nên là quý vị cũng khá an tâm về cái vấn đề quy hoạch Quang Minh đã. Quý vị mà quan tâm mà thích nhà nằm trong khu đô thị Tây Bắc thì liên hệ với Quang Minh theo số hotline là 0937234579 nha. Bất động sản Quang Minh, uy tín tạo niềm tin. Và khi quý vị xem video, nhớ để lại cho Quang Minh một like cũng như là
Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để cập nhật mình theo dõi những video sớm nhất từ kênh Bất Động Sản Văn Minh, để có cơ hội mình sở hữu được nhà đẹp, đất đẹp, giá rẻ, thông tin pháp lý thì rõ ràng từ kênh Bất Động Sản Văn Minh. Văn Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Bây giờ Văn Minh mời toàn thể quý vị các anh chị mình vào bên trong để tham quan căn nhà. Căn nhà mình có hai cái phòng ngủ. Nhà mình làm tường 20. Tường 20 cho nên là nhà rất là mát. Đây là cái hình ảnh cái phòng khách phía trước. Đây cái phòng ngủ. Nhà mình có hai cái phòng ngủ. Hai phòng ngủ đối diện nhau. Bên đây một phòng nữa. Khi quý vị mua cái căn nhà này thì ông chú ông cũng tặng một số cái nội thất đang sử dụng luôn quý vị. Phía sau là cái không gian nhà bếp, phòng ăn khá là rộng. Nếu quý vị mình muốn nhà nó rộng hơn, căn nhà này diện tích nó nhiều hơn thì cũng xã Tân Thông Hội này, cái khu bên chợ Việt Kiều quý vị. Quý vị ở thành phố mình đi lên là nằm bên tay phải của quốc lộ 22. Còn mình có một căn nhà vườn cũng khá là đẹp, ngang 10 dài 55. Cũng nằm trong khu dân cư hiện hữu luôn, mặt tiền đường nhựa khu Việt Kiều, gần đường Lưu Bình Hương. Nhà bên đó có lầu luôn quý vị. Giá là hơn 6 tỷ. Ở xã Tân Thông Hội này thì cái giá nhà nó cũng rất là cao. Nếu mà cái khu mà khu bên đường Lưu Bình Hương đồ bên đó, khu chợ Việt Kiều đường Bàn Cờ không quý vị, bên đó nhà đông hơn bên đây nữa. Hoặc là ở xã Phước Thạnh, Quang Minh cũng có nhà vườn, trung lập thượng, trung lập hạ gì cũng có quý vị. Nói chung là sản phẩm khá là nhiều nha. Cái quan trọng là quý vị đang có nhu cầu như thế nào thôi. Còn muốn mua đất thì Quang Minh có đất. Quang Minh xin nhắc lại cái giá bán là 4 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng nha quý vị. Quý vị cứ mạnh dạn lên xem rồi đàm phán với ông chủ Quang Minh nha. Ông mua bán cũng nhanh gọn lẹ và rất là dễ chịu quý vị. Nhà ông đang ở, nay kẹt tiền quá cho nên phải đành bán cái căn nhà này, chứ thực tế là nhà xây để ở đó. Rồi bây giờ từ ngay cái vị trí căn nhà nè, ở cái chiếc xe màu đỏ Quang Minh đang đậu trước cái căn nhà. Hình ảnh quý vị đang xem nhìn từ trên cao ha. Căn nhà mình là nhà mái Thái, lục ngói cho nên là rất là mát, tường 20 luôn. Từ ngay cái vị trí này Quang Minh sẽ bay ra cái hướng đường Lê Minh Nhật, rồi bay ra quốc lộ 22 để cho quý vị mình xem cái mật độ dân cư ở đây nó như thế nào. Mọi vấn đề ok hết rồi thì hãy gọi cho Quang Minh để đi xem thực tế và sở hữu căn nhà cực kỳ đẹp này nha quý vị. Từ đây về ngã tư An Sương đâu đó khoảng tầm 16-17 km nha. Ở phía sau là cũng giáp nhà dân. Cái khu mà xã Tân Thông Hội đây là mật độ dân cư khá là đông. Đây là những nhà đối diện. Rồi bây giờ con mình bay ra cái hướng đường Lê Minh Nhật ra quốc lộ 22 cho quý vị mình xem. Mấy hôm nay là Quang Minh cảm giác là khách hàng gọi cho Quang Minh rất là nhiều nha quý vị. Hy vọng một cái video Quang Minh làm rõ ràng chi tiết và cụ thể như thế này, các anh chị mình sẽ yêu thích cái căn nhà này ha. Anh chị mình ai có nhu cầu bán nhà bán đất thì liên hệ với Quang Minh theo số hotline là 0937234579 nha. Quang Minh hỗ trợ cho toàn thể quý vị các anh chị mình làm video giống y như thế này để đăng lên kênh, tìm kiếm khách hàng để giao dịch được nhà đất nhanh nhất có thể nha. Giá cả phải chăng là Quang Minh bán rất là nhanh đó quý vị. Quan trọng là cái giá, cái vị trí và cái pháp lý, cái thông tin quy hoạch. Mọi vấn đề ok hết thì tiếp cận khách hàng rất là bán rất là nhanh thôi. Ở dưới xã Tân Phú Trung hồi sáng khách hàng có gửi cho Quang Minh một lô gần 1.800 m quý vị, xã Tân Phú Trung nha, giáp với Hóc Môn. Nó có 300 thổ cư rồi, nằm trong khu dân cư luôn. Giá 10 tỷ. Lô đó thì thuận tiện để quý vị mình làm kho xưởng nha. Ở đó là gần khu công nghiệp Tân Phú Trung.
về Hóc Môn về ngã tư An Sương khá là gần, giá 10 tỷ thôi quý vị, gần 1.800 m, có 300 thổ cư rồi, đường xe tải vào thoải mái. Nếu quý vị quan tâm thì vào Zalo Quang Minh sẽ cung cấp thông tin. Sản phẩm khá là nhiều đó. Và đây là cái đường Lê Minh Nhật này quý vị, đường Lê Minh Nhật, đường này là một sẹt của đường quốc lộ 22. Đường Lê Minh Nhật này là làm ăn kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề nha, dân cư khá là đông, mật độ dân cư khá là đông. Ở đây là gần cái khu nhà của cố thủ tướng Phan Văn Khải á quý vị. Cho nên quý vị mà sở hữu cái căn nhà Quang Minh đang giới thiệu đây á, thì cái khu vực này mình ở rất là an ninh, tiện ích cũng khá là nhiều. Cho nên là Quang Minh hy vọng rằng thông qua cái video Quang Minh làm rất là chi tiết, rất là rõ ràng và cụ thể về giấy tờ pháp lý cũng như là mọi thông tin quy hoạch như thế này thì quý vị mình xem sẽ yêu thích và sắp xếp thời gian để lên xem thực tế cái căn nhà này lại một lần nữa, rồi đàm phán với ông chú Quang Minh để sở hữu cái căn nhà cũng khá là đẹp này nha quý vị. Quang Minh xin nhắc lại cái giá bán căn nhà này là 4 tỷ 100 triệu đồng còn thương lượng. Trước khi kết thúc video này, Quang Minh xin cảm ơn toàn thể quý vị, các anh chị, quý khách hàng, các anh em nhà đầu tư cũng như là anh chị em môi giới đã dành thời gian quan tâm theo dõi Quang Minh chia sẻ cái căn nhà tọa lạc tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, 315 m². Để thay cho lời kết video này, Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị, các anh chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trên mọi lĩnh vực. Và quý vị khi xem video hãy để lại cho Quang Minh một like, cũng như là anh chị nào chưa đăng ký kênh Quang Minh thì bấm vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật mọi thông tin mua bán nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Quang Minh. Quang Minh xin cảm ơn.